Sau một tình huống tiến đất lỗi và phải nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ ở buổi tập đầu tiên tại Oman. Rất may chấn thương của trung vệ quan trọng hiện nay của đội tuyển không nghiêm trọng và sớm hồi phục để trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Khác với buổi tập đầu tiên tập trung gia cố khả năng phòng ngự cho các học trò, ông Park đã liền dũa thêm cho đội tuyển Việt Nam các giải pháp trong tấn công ở buổi tập thứ hai nhằm có thể giành được điểm số đầu tiên. Qua 3 trận ở vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam chưa giành một điểm nào, đặc biệt là thất bại 2-3 đến có những phút bù giờ hôm 8 tháng 10. Từ ngày 16 tháng 10 đến 17 tháng 10 tới, câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình sẽ chính thức tuyển sinh ở bên trong khi giãn, thậm chí có thể là nó sẽ xa xuống theo nhiều cấp độ khác nhau. Chuyên nghiệp nhất đến từ câu lạc bộ hàng đầu tuyển sinh là các nam 2006 đến 31 tháng 12 2010. Các học viên trúng tuyển sẽ được đào tạo theo đúng giáo trình đào tạo trẻ của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Cụ thể với mỗi học viên, chương trình này có thể kéo dài